làm cái chậu nó gấp đôi gấp ba cái này nữa, nó nhìn nó mới được. Cái chậu nó phải to, cái tán thì nó đặt vào những đá vô thời gian. Thấy có mấy cái gốc hoa giấy nhiều mà rất là to, rất là đẹp. Cái đầu chị hơi thẳng lên chứ. Ừ. Anh ơi, cho em xin hỏi thăm cái giá được không anh, để cho bà con đã biết á. Dạ. Như cái gốc này nè là giá tầm khoảng bao nhiêu anh? Dạ, 90. 90 triệu à? Dạ. Có nghĩa là cái cây gốc mà gốc hoa giấy nhiều màu này là 90 triệu nha cả nhà. Thì Phúc Phan nghĩ là cái
cái gốc mai, cái gốc hoa giấy này 90 triệu thì cũng có cái giá của nó, rất là to, rất là lớn. Không biết cái nhà vườn người ta trồng được cái cây này khoảng bao nhiêu lan mới được như vậy. Thì địa điểm bán hoa thì tại khu phố Mỹ Hưng, quận 7. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ đến đây ủng hộ cho bà con ha. Cái chậu rất là to nha cả nhà, cái cây cũng to đó nè, cho nên là cái cây mà cây hoa giấy là cái 90 triệu là cái giá rất là đáng giá. Rất là đau rồi hả? Rất đau. Cái này là xoài kiển nha cả nhà, xoài vô chậu rồi, có nghĩa là nguyên một cái chậu là có trái luôn. Chậu nó cũng to mà cây cũng to to nha cả nhà. Cái này là Tết về chân Tết xong mình ăn luôn, làm xoài lắc. Vậy á. Phúc Khang có hỏi chủ là cái cây xoài này giá 12 triệu nha cả nhà, trái rất là nhiều nha. Thì địa điểm bán ở tại khu Phú Mỹ Hưng. Cái này là trồng trong chậu từ nhỏ, mười năm mới được. Cái này là chủ có nói là trồng trong chậu từ nhỏ luôn nha cả nhà, chậu là cũng to. Trái thì Phúc Khang nhìn thấy là chắc cũng dài chục trái, khá là to. Chú anh chị nào có nhu cầu cứ đến khu phố Mỹ Hưng mua ủng hộ cho bà con, cho các anh chị đang bán ở đây nha. Giá 10 triệu nha cả nhà ơi, trái nhiều lắm. Cái này mình chưng Tết xong rồi cái sau Tết mình làm rồi lắc luôn cũng được đó nè. Cảm ơn em. Nha cả nhà. Cái cây mai này Phúc Khang có thể là leo lên dẹp lên chơi cũng được luôn. Khá là to. Mai mai. Cái này 3 tỷ. Mai tiếng vua. Thì cái mai tiếng vua này là có giá là 3 tỷ nha cả nhà. Gốc cực kỳ to luôn. Quá to luôn, cây mai này Phúc Khang leo lên trên để chơi cũng được. Theo Phúc Khang chắc đo tay của Phúc Khang chắc cũng khoảng 4 găng tay, 5 găng tay. Wow.
đây. Bốc thang vừa phát hiện có một cái cây mai, cái này là nó đã nở nhiều nha cả nhà, nở rất là nhiều, rất là đẹp. Đây quá quý vị cả nhà, quá đẹp, cây rất là to. Bốc thang nghĩ cây này cũng dài chục triệu chứ không rẻ đâu nha cả nhà. Cảm ơn quý khách Đây có một cái cây mai đã nở rất là nhiều nha cả nhà, rất là đẹp, gốc cũng rất là to.
tỷ á nhiều vậy. Cái
gốc, những gốc mai về giá là tầm khoảng bao nhiêu vậy? Một gốc mai nhỏ từ đây nè. Thì cái này gốc này dài. Cái chậu trắng, cái đế trắng. Trắng luôn. Là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Còn mấy gốc như này là tùy theo giá nè. Hai gốc tự kia là 4 triệu, với gốc chậu màu cam này là 3 triệu. Có nghĩa là một cái chậu mai như vậy nè nha cả nhà, giá có tầm giá là 2 triệu nha. Thì cũng đang thấy cái cây mai này tầm giá 2 triệu cũng đáng đồng tiền cả nhà, rất là đẹp. Cũng to lắm, không có nhỏ đâu. Cũng đang quay gốc lên ngoài nhà cây mai. Rất là to. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu mua thì đến địa điểm tại khu Phú Mỹ Hưng nha cả nhà. Đang bày bán tại khu Phú Mỹ Hưng, đối diện với trường tiểu học Nam Sài Gòn nha. Rất là nhiều. Còn ở trong nhỏ nhỏ thì Phúc Khang nghĩ là trong thì giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà rất là đẹp. Nó có những cái chậu nhỏ bên trong. Đây 2 triệu một gốc như vậy là cũng to lắm nha cả nhà, bông rất là lớn. Theo Phúc Khang thấy có nở rồi nè. Đó, giá 2 triệu một gốc như vậy. Rất là đông luôn cô chú anh chị và các bạn. Đây cái cây hoa giấy nè, cực kỳ đẹp luôn.